bài học muộn màng của Tổng Trọng khi Tô Đại bất ngờ đánh quỵ Võ Văn Thưởng. Vào ngày 13 tháng 3, truyền thông nhà nước đưa tin Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhóm họp về vấn đề nhân sự cấp cao cho Đại hội Đảng lần thứ 14. Giới thạo tin khẳng định trong cuộc họp lần này, sau báo cáo của Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an, tập thể Bộ Chính trị đã thống nhất yêu cầu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải làm đơn xin thôi tất cả các chức vụ đang nắm giữ như Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tin đồn vừa kể trên đã được một hãng tin quốc tế xác nhận vào ngày 14 tháng 3 khi cho biết vua và hoàng hậu Hà Lan đã phải hoãn chuyến thăm dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 22 tháng 3 theo yêu cầu của phía chính quyền Việt Nam. Lý do được đưa ra là do tình hình nội bộ của lãnh đạo cấp cao Việt Nam có vấn đề. Một câu hỏi được công luận quan tâm đó là chuyện nội bộ của lãnh đạo Việt Nam là chuyện gì vậy? Điều đó có liên quan gì những đồn đoán làm nóng mạng xã hội và các diễn đàn chính trị hiện nay hay không? Một số nguồn thạo tin đã khẳng định các sai phạm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có liên quan đến việc cơ quan cảnh sát điều tra C03 của Bộ Công an vào ngày 8 tháng 3 đã khởi tố bắt giam cựu Chủ tịch Quảng Ngãi Cao Khoa và đương kim Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh với cáo buộc vi phạm về quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long Đặng Trung Hoành cũng bị bắt vào ngày 8 tháng 3, chính là đồng hương, là cánh tay phải của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ông Hoành được cho là người đã nhận 60 tỷ của Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, để xây nhà thờ tổ cho ông Võ Văn Thưởng ở quê nhà thuộc huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đổi lại, tập đoàn Phúc Sơn được nhận các công trình đầu tư với giá trị cả ngàn tỷ đồng. Theo giới quan sát, các đồn đoán vừa kể trên có mức độ khả tín không dưới 90% và việc Chủ tịch Thưởng rút lui khỏi chính trường chỉ còn là vấn đề thời gian. Chủ tịch Thưởng hiện là nhân vật thứ hai trong thứ bậc của lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Thưởng là nhân sự được Tổng Trọng lựa chọn và bồi dưỡng trực tiếp trong một thời gian rất dài. Vậy với trách nhiệm cao nhất, tiểu ban nhân sự và cá nhân ông Trọng có các phản ứng ra sao đây? Sự thất vọng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên họp vào ngày 13 tháng 3. Theo giới quan sát, tại cuộc họp của tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng lần thứ 14 diễn ra vào ngày 13 tháng 3, trên cương vị là trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14, ông Nguyễn Phú Trọng là người chủ trì phiên họp. Truyền thông nhà nước mô tả Tổng Trọng xuất hiện trong một trạng thái khá khác thường, song vẫn đưa ra những yêu cầu giáo điều như Bộ Chính trị phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động. Đồng thời, cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng, toàn dân, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Theo giới chuyên gia, ý kiến của Tổng Trọng chỉ nhằm trấn an dân chúng trước tình trạng đấu đá quyền lực ngày càng khốc liệt trong nội bộ của đảng. Liên quan đến nhân sự cấp cao tại Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời cũng cho biết ông Trọng khá bất ngờ với đòn hiểm mà Bộ trưởng Tô Lâm đã đánh quỵ ông Võ Văn Thưởng. Truyền thông nhà nước cũng dẫn lời Tổng Trọng theo ý này cho biết chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý. Một số cán bộ đã bị xử lý hình sự. Bộ trưởng siêu quyền lực Đại tướng Tô Lâm. Điều đó cho thấy chất lượng nhân sự cấp cao do Tổng Trọng lựa chọn là rất có vấn đề. Mà trường hợp ông Võ Văn Thưởng vừa gặp sự cố là một trong ví dụ chua chát vừa qua. Công luận đặt câu hỏi tại sao việc nhận tiền từ nhà thầu để xây dựng nhà thờ tổ của cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng là một vụ việc lớn và tẩy đình đối với một quan chức cấp tỉnh diễn ra cách đây hơn 10 năm. Nhưng tại sao vụ này không bị cơ quan phòng chống tham nhũng và tiêu cực mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu phát hiện và xử lý kịp thời? Nếu như ông Trọng
không cố tình giấu giếm khuyết điểm của Văn Thưởng trước đây thì hôm nay đâu có đến nông nỗi này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Bài học muộn màng của Tổng Trọng khi Tô Lâm bất ngờ đánh quỵ Võ Văn Thưởng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tô Đại ra tay, thưởng bay ghế nóng, Tổng Trọng có được yên hay không? Ghế Chủ tịch nước, một trong bốn ghế tứ trụ, những chiếc ghế đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng kể từ sau đại hội lần thứ 12 vào năm 2016, ghế này đã trở thành ghế giữ. Bắt đầu từ việc cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang bất ngờ mắc bệnh lạ không thể chữa khỏi và đã qua đời vào tháng 9 năm 2018. Sau đó vào tháng 10 năm 2018, Tổng Trọng kiêm nhiệm vừa làm Tổng Bí thư vừa làm Chủ tịch nước. Nhưng số phận của ông cũng không thoát khỏi lời nguyền của chiếc ghế giữ này. Ông Trọng đã gặp sự cố về sức khỏe, đột quỵ lần thứ nhất tại Kiên Giang vào tháng 4 năm 2019, quê hương của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông đã thoát chết, tuy nhiên không thể mãi may mắn thế được. Việt Nam đề nghị vua và hoàng hậu Hà Lan hoãn thăm vì tình hình nội bộ lục đục. Sau đại hội đảng lần thứ 13 vào tháng 1 năm 2013, ông Nguyễn Xuân Phúc đã trở thành Chủ tịch nước và cũng dính tới lời nguyền chưa đầy 2 năm. Ông Phúc buộc phải rời khỏi ghế Chủ tịch nước với lý do chịu trách nhiệm chính trị do các sai phạm mà cấp dưới gây ra từ trước. Người thay ông Phúc là Võ Văn Thưởng, thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo giới phân tích, Chủ tịch Thưởng là một chính khách trẻ có lý luận cộng sản và có vai trò khá nổi bật trên chính trường Việt Nam hiện nay. Tương lai có thể ông Thưởng còn tiến xa hơn nữa, nếu vậy chiếc ghế tiếp theo của ông có khả năng chính là ghế Tổng Bí thư. Đã có không ít những đánh giá lạc quan khi cho rằng Chủ tịch Thưởng là ứng viên sáng giá cho chiếc ghế Tổng Bí thư tại đại hội 14, dự kiến sẽ tổ chức và diễn ra vào tháng 1 năm 2026. Tuy nhiên, vẫn còn đó lời nguyền ghế Chủ tịch nước Việt Nam là một chiếc ghế giữ. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 3 cũng loan tin Việt Nam đề nghị vua và hoàng hậu Hà Lan hoãn thăm vì tình hình nội bộ. Bản tin cho biết một hãng thông tấn quốc tế tiết lộ chuyến thăm của Việt Nam của vua và hoàng hậu Hà Lan đã bị đột ngột Hà Nội đề nghị hoãn vào phút chót vì tình hình nội bộ của Việt Nam. Theo hãng tin này, nhà nước Việt Nam đã yêu cầu hoãn chuyến thăm của vua và hoàng hậu vì tình hình nội bộ nhưng không giải thích cụ thể khái niệm tình hình nội bộ là gì. Theo giới quan sát, trước, trong và sau ngày 14 tháng 3, trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người dân Việt Nam đã nóng lên bởi những tin đồn đoán rằng Chủ tịch Thưởng sắp nộp đơn thôi chức liên quan đến một vụ bê bối về tham nhũng thời ông Thưởng còn làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi giai đoạn tháng 8 năm 2011 đến tháng 4 năm 2014. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, một nhân vật có tham vọng, trở thành Tổng Bí thư. Nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà, tức là blogger cô gái Đổ Long, một nhân vật hàng đầu trong giới thạo tin cung đình Việt Nam vào tối ngày 14 tháng 3 đã đăng trên trang Facebook cá nhân như sau. Câu lạc bộ Quảng Ngãi từng quen thuộc với người hâm mộ khi tham gia đều đặn tại các giải hạng nhất nhì quốc gia, nay vừa có ngôi sao nộp đơn xin giải nghệ. Theo giới quan sát, status này được cho là cách nói bóng gió về việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nộp đơn xin từ chức. Được biết, cách đây hơn một năm, vào ngày 13 tháng 1 năm 2023, cũng chính Facebook Lê Nguyễn Hương Trà là người đầu tiên tiết lộ tin ông Phúc từ chức trước 4 ngày. Theo giới thạo tin, câu lạc bộ Quảng Ngãi mà Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà đề cập chính là nơi mà ông Thưởng từng giữ chức bí thư tỉnh ủy trong gần 3 năm. Như vậy, khả năng cao việc Chủ tịch Thưởng để đơn xin từ chức là điều có thật. Điều này có liên quan đến thông tin vào ngày 8 tháng 3, C03 của Bộ Công an đã khởi tố bắt giam ông Cao Hòa, cựu chủ tịch, và ông Đặng Văn Minh, đương kim chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, cùng với cáo buộc là vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng. Các vụ bắt bớ này liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu,
con nuôi cựu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Đáng chú ý, ông Đặng Văn Minh trước khi lên Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đã từng là cấp dưới của ông Thường thời kỳ ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh này. Cũng xin được nhắc lại, như tờ Thời báo.de trước đây đã đưa tin, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có liên quan đến vụ bắt giữ Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, một chính khách trẻ, bất ngờ bị cưa ghế. Được biết, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long là quê hương của ông Thưởng và Đặng Trung Hoành bị buộc tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Giới thạo tin cho biết ông Hoành là cánh tay phải của Chủ tịch Thưởng. Ông Hoành đã nhận 60 tỷ của Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn để xây nhà thờ tổ cho ông Thưởng. Như vậy, khả năng rất cao ông Thưởng buộc phải nộp đơn xin từ chức vì có liên quan đến tham nhũng. Điều này cũng tương tự như việc ông Nguyễn Xuân Phúc trước đây phải xin thôi chức vì liên quan đến đại án Việt Á và với trách nhiệm của người đứng đầu. Nếu những suy đoán này là đúng, thì ông Võ Văn Thưởng là người giữ chức Chủ tịch nước ngắn nhất, chỉ vỏn vẹn có hơn một năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Đại ra tay, Thưởng bay ghế nóng, Tổng Trọng liệu có được yên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de